Hello anh em, nay tôi bãi giới thiệu cho anh em một cái video này để anh em tham khảo qua một chút về một số cái lam ở trên đây. Thì tổng là bãi cho anh em thấy đây là một số cái lam hợp kim. Lam này đầu tiên là cái lam Echo cho máy bãi, và tiếp theo là một cái lam Luke, tiếp theo nữa thì nó sẽ là một cái lam Estin này. Estin này, Estin xịn anh em nhé, cho tất cả các dòng 2024, 06, 08, 381, 382, 660. Tiếp là một cây lam bên trên, đó là cây lam Oregon. Ở dưới này thì nó sẽ là một cây lam CNC, cây lam độc nhất, kịch độc. Đây là một cây lam, một cặp lam dành cho anh em sử dụng những cái dòng Humana. Thì những cái dòng này thì nguyên bản của nó thì nó sẽ dùng để cắt kính và cắt tôn đó mọi người. Trên đây mọi người thấy là những cái dòng lam này thì nó là lam Latin. Còn phía dưới đây nó sẽ là một cái lam, này là lam bánh xe và nó sử dụng xích 4/4, dòng xích lớn hơn xích phổ thông hiện tại của mọi người nhá. Mọi người lưu ý đấy, lam thì đây mọi người thấy nó CNC, nó lủng hết bên trong. Đây, mọi người mua cái dòng lam này về thì mọi người đi cắt khai thác ok. Dòng lam này là của Made in Canada mọi người đó. Mọi người thấy trên cái lam nó có ký hiệu đấy, cái khe lam rất là thẳng, rất là đẹp. Lam này gần như là chưa xài luôn. Mọi người thấy là đuôi này là đuôi của Humana nhé, dành cho dòng Humana, xích là xích 4/4 này. Mọi người lưu ý là những cái dòng xích này thì thường gắn cho những chiếc 3120, 394, 395. Thì mọi người có thể là mua xích 4/4, gắn đồng tiền 4/4 và gắn thêm một cái lam này nữa, chạy cắt rất là sướng, cắt là thoáng mạch. Thì mọi người mua cái lam này thì tổng máy bãi sẽ để cho rẻ thôi. Tổng máy bãi hiện tại đang có một cái lam, một con máy 3120, thì dự tính là cũng sẽ gắn vào trên con máy đó một cái lam này, để bữa nào mà có cái dịp đi giao lưu với lại những anh em mà cơ xích với nhau thì sẽ mang đi và chừng chơi cho vui. Hiện tại thì trên đây cái lam Oregon này là lam dành cho máy 353 mọi người nhé. Máy 353, làm 6 tấc. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại toàn máy bãi để trên màn hình. Mọi người thấy là máy CNC nó cắt, thì nên là hai cái lam này đặt chồng lên nhau thì nó vừa y xì luôn, không có lệch nhau 1 cm là hết. Ở lam này thì nó dày hơn cái lam của mình bình thường. Lam ngoài thị trường bình thường thì nó dày hơn và nó sử dụng cái xích 4/4, nó lớn hơn. Nó đảm bảo được cho mọi người là khi mà cái xích lớn chạy nó không có bị ngoét cái lam ra. Đây mọi người thấy, đây toàn sẽ chỉ làm một cái video ngắn như thế này thôi. Mọi người nếu thấy ok, cần thì hãy liên hệ cho toàn máy bãi nhé. Cảm ơn mọi người.